Thôi Phước không? Đang ở thôi. Trâu rồi, nó thơm. Chủ cỏ luôn ha. Ừ. Cây dưới sữa tao lấy 9 mét, không có tài xế thì dám chạy. Mày đặc biệt là thơm. Ừ, ngọt lắm bà ơi. Ừ. Thơm ra hồi xưa. Mà đặc biệt lá rất là đẹp, bông nó tiêu ra, cái bông đẹp nữa. Ngọt quá. Ừ, cái à. Rồi dứt cái này đi. Dứt đi. À, cái à. Cái tím luôn ha. Vô tại sơ sơ đúng không? Ừ. Tắt bà nó ngoài ngoài đi. Hả? Cái này cái gì? Cái bỏ cái này cái gì? Ừ. Còn con đây. À, xin chào tất cả các bạn. Nãy giờ các bạn mới xem lại cái video mà cũ mình trồng cái cây ổi này nè. Thì hôm nay nó được nhiêu đây rồi. Đây mình cũng có mấy cây mình đang uống nha. Nói chung trong cái bài này thì nói chung là từ cái lúc mà mình trồng tới giờ đó bạn, đứng lên mà trồng tới giờ thì nó cũng lâu rồi. Nhưng mà do là mình nhiều cái công việc quá bạn, thành ra là bỏ phới con ta không có vô dây, rồi nó lớn rồi mình cắt hết một lần nữa mới vô dây lại. Mà nè, trái nó đang có trái nè. Thì cái dòng ổi này các bạn thấy là trái của nó liên tục quá ha. Nó vừa chỗ hoa đây, có hoa nè, hoa nó thì hoa đẹp các bạn, hoa nó màu đỏ luôn rồi ha. Đó thì hôm bữa mình có quay ngoài vườn các bạn xem đó, cây này mà mình mới trồng cái nhỏ nè. Thì cái bài này mình có còn mấy chục cây mà mình bán cũng đâu còn lại đâu, cũng có hơn chục cây các bạn còn ngoài nè. Thì hôm nay mình lấy ra mình uống sẵn dịp đó, thì mình quay lại cho bạn xem đó là cái dòng ổi lá rí này, ổi tím lá rí các bạn. Thì cái lúc mà mình trồng cây này là mình trồng thử ha, vô chậu vô bầu, là bứng cái cây nó hơi lớn các bạn đó, rồi mình vô bầu rồi mình vô chậu nữa để thử coi cái dòng ổi này là nó phát triển như thế nào. Là cái cách mình vô chậu rồi mình phát hiện nó là nó phát triển rất là mạnh. Thêm một cái nữa đó, tức là lúc trước giờ mình uống ổi cũng nhiều rồi, nhưng mà uống cái ổi thượng mà cây này thì lần đầu tiên uống luôn. Thì bạn thấy là khi mình uống nó vô dây nè ha, vô dây thì nó vẫn tốt mượt các bạn. Lúc vô cái cây này cái mình vô dây nhỏ xíu, mình không quay cho bạn xem là nó nhỏ quá, nó còn nhỏ xíu mà mình để vô dây, nhưng mà nó vẫn phát triển bình thường rồi. Đó, cái này thì đặc biệt nè. Thì do là mình không biết cái dòng ổi này nó như thế nào, thành ra lúc trước đó, thì lúc mình đem bứng cái đám ổi này về thì các bạn hỏi quá trời luôn mà mình không có giao cho bạn, bởi vì lúc mình bứng đó, cái cây này lên ít rễ lắm rồi. Đó, chính xác là cái dòng ổi này thì rễ nó rất là ít rồi. Dễ lớn gì nè, rất là ít nè, nhỏ xíu xíu. Lúc mình bứng cây này lên bạn xem nãy đó là nó cái rễ này nhỏ xíu à. Thì đa số những cái cây này thì nó ít rễ nè, thành ra khi mình bứng lên á thì mình sợ nó không biết nó có phát triển không, trồng nó có tốt không, nhưng mà nó vẫn tốt là nói chung. Thì mình theo dõi nó từ lúc mà mình trồng cho đến ngày hôm nay thì thấy cái dòng ổi nó phát triển tốt và dễ trồng ha, uống vẫn được bình thường, không có sao chứ, uống không bị liệt các bạn đó. Thì thấy mình thấy nó chắc chắn rồi, mình mới chia sẻ với bạn là uống cái ổi này vẫn được, không làm không sao hết. Thì hôm nay để mình dỡ cái ổi này thì mình cắt những cái nhánh thừa nó đi, rồi cái tí nữa mình vô dây lại mà à, khi mình vô dây thì thường nó đâm những cái nhánh mà nằm dưới này.
nằm mình vô dậy đây thì nó thường lắm đây ha, thì mình nên thường xuyên mình cắt nó. Thì nói chung là cái cây gì cũng vậy các bạn, cây kiển mình chơi thì thường là mình vô cái dây rồi là nó sẽ đâm sát đây, thì mình cắt nó vài lần các bạn, cắt vài lần thì nó sẽ thuần cái cây thôi, bắt đầu nó sẽ đâm ở ngoài. Thì cái dòng ổi như bạn thấy là khi mình vô dây nó vẫn phát triển bình thường nè ha, nó đâm ở ngoài quá trời nè, đâm nhánh gọi là cái cành xương đó các bạn, khi mình uống xuống thì nó có một nhánh xuống nhưng mà xương nó đâm ra quá trời luôn đó. Ngon lành cà đào ha, cho bạn xem lại cái cây mà uống sẵn uống mới uống rồi nè, nó uống lại cái nước thứ hai nữa mà, vô dây nước thứ hai nè. Thì định hình nó xong rồi, cái này là mình đưa lên cái mâm là ngon lành rồi. Để ngày mai mình đưa lên mâm đây mình uống, mình nuôi tầm khoảng 1-2 tháng rồi mới đẹp các bạn ha. Nói chung là cái cốt cành của nó là mình ra trơn rồi, giờ mình chỉ cần đưa lên nhổ lên đẩy lên cái mâm thêm một lần nữa thì nó mới đẹp các bạn ha. Hay nào cũng trái chứ đó, đặc biệt trái chín nó rất là thơm các bạn, thơm khủng khiếp luôn á, đây cũng có trái nè đó. Giờ để mình tháo cái dây này ra, cái mình uống sơ lại cho bạn xem cái cây này ha. Cây này thì mình đã đưa chậu làm giác đổ rồi ha. Thì bây giờ để mình cắt bớt cái lát chân đó, cái mình vô dây mình uống thêm cái phần nhánh mới này nè, tức là hôm bữa thì mình uống cái cốt này, uống cái cốt từ đây đủ cái này, giờ đâm mấy cái chèo nữa, bạn thấy không, ngon lành ha. Thì đặc biệt á, khi mà mình uống những cái loại cây mà để dành mình chơi bonsai đó thì nhất thiết nó phải đâm thế này các bạn ha. Khi mà mình vô dây á, mình uống thì nó phải đâm mấy cái chèo ra, thì nó có những cái xương này nè để mình uống nữa thì nó mới đẹp được các bạn. Nhằm cái loại cây á, thì khi mình uống nó lại nó không đâm nữa bạn, ít lắm, thành ra mình chơi bonsai nó không được đẹp ha. Đó, đối với những cái loại cây mà nó phải đâm ra, khi mình uống nó rồi thì nó phải đâm những cái cành xương ra đó, thì mình uống mới có được cái cây đẹp được các bạn, chứ không thôi là nó không có cành xương là uống nó dở ẹt à, không đẹp được ha. Đó, độc đáo vậy đó. Cái cây này thì mình không cắt hết lá nha các bạn, cái bộ lá nó rất là đẹp luôn á, tại vì cái do là cái màu lá nó tím, mình qua cái màn ảnh đó, thì màn hình thì các bạn có thể thấy nó không được đẹp, cái đúng là ở ngoài nè mình thấy bóng lửng. Hai cái cây này hồi nãy nó cũng vậy nè, mình cắt một đống nhánh như các bạn, cắt bỏ nó nhiều lắm á, mình uống ra này nè, giống như cái này nè, nhiều hơn cái này nữa đó, các bạn thấy nó vậy đó, mình cắt đó, do mình cắt trụi hết, uống lại nó mới vậy, chứ không phải là cây đó nó vậy đúng không. Rồi giờ để mình vô dây đi, thì đầu tiên đó là mình chia sẻ bạn hoài ha, đầu tiên là mình lắc từ phần dưới ngọn phần thấp nhất ha. Thì cái nhánh này vừa mình vô dây tới đây nè, bây giờ nó đã đâm thêm dài cho thêm nè, bây giờ mình chỉ cần lắc sơ nó cái cho nó xuống tới đây là vừa rồi. Đơn giản như đơn giản thôi.
Nãy giờ mình uống cũng gần trong các bạn. Thì bây giờ tới cái phần ngọn nè. Cái này nè, lúc trước là mình lắc một co mình thả rừng các bạn ha. Thì bây giờ mình dùng nó. Bây giờ mình dùng ở đây một chi nè. Đây chi nè. Mình bỏ cái chi bên đây đi các bạn ha. Đó. Thì cái chi này với chi này nó thấp quá, nó gần quá. Bây giờ mình lặn cái cây này lên các bạn. Lúc đó mình uống nó ngắn nè. Lặn cho nó lên cao xíu ha. Đó. Cho nó lên cao để xíu các bạn. Thì nó vừa đó. Trước mình làm nó hơi thấp ha. Xong cái mình lắc cái thằng ngọn cho nó ngắn lại. Rồi vô làm vậy. Lắc hai cái này cái nó ok đó. Rồi sau khi mình cắt tỉa rồi lắc lượng gì cuối cùng xong rồi bạn ha. Đó thì bạn thấy cái phần ngọn của nó thì mình đưa nó lên không có cao lắm bạn, tới đó là mình dừng. Bạn thấy mình dừng ngọn đây nè, cắt lá này ra cho bạn thấy rõ nè. Thì nó có hai cái cành ở trên nè, đó thì mình dừng luôn các bạn, uống lại nhắn lại luôn ha. Xè nó ra đó các bạn, cái chiêu mà xè cái ngọn ra đó. Đó thì ở dưới á các bạn thấy là cái co này nè, cái co của cái cốt thân nó là co sẵn rồi, thì mình dùng cái cành của nó mình uống theo theo nó các bạn, giống như là gió lùa vậy đó. Đó thì nó đổ xuống bạn ha. Thì những cái tay cành này nè, nó chỉ mới có một cái cành nhỏ thôi, ngày mai nó sẽ đâm ra như thế này đó mà, một cành đâm ra hai ba cành uống ra thêm thì nó xè kín này luôn ha. Đó, cái chỗ này đâm lên cao hồi nãy thì nó còn ngắn quá thì mình cắt thôi, ngày mai nó đâm ra một đợt nữa mình có thể vô dây một đợt nữa mà, thì nó tạo cái tán đặc luôn ha, một cái cây đổ đó bạn, theo cái co này người ta đã uống sẵn. Cái cây này là cái ổi mình đi mua đó bạn ha. Đầu video mình các bạn thấy là mình đi mua cái ổi đi về nè ha. Đó thì mình đã uống được một cái ổi dáng đổ các bạn đó, mà dòng ổi tím lá rí các bạn. Ổi tím thì nó có một cái loại lá lớn hơn nữa ha, ổi này lá rí. Thì sau khi mà mình uống xong á thì mình thấy nó cũng được các bạn. Với lại cái kinh nghiệm của mình đó thì cái dòng ổi này dễ uống các bạn, dễ uống, dễ chăm sóc, dễ thuần nữa ha. Đó, so với những cái khác là nó dễ đó các bạn chứ không khó. Thì không biết về lâu về dài thì sao, theo mình thấy thì nó cũng ok các bạn. Nhìn cái phần thân nó biết nó xù xì thế này, nhưng mà cái bộ rễ của nó các bạn thấy là nó xù xì thế này, cái trong nó mọng nước nha bạn, nó có nước đã, nó tím đệm luôn. Vậy thì mình đủ đánh giá là cái dòng ổi nó dễ sống, dễ xài rồi ha. Những cái loại mà nó khô quá
rễ nó mình nhìn thấy nó sần sùi mà nó khô quá, thì những loại đó là khó sống. Nhưng mà những loại mà các không thấy nó sần sùi thế này nhưng mà mình khử nó ra thì trong nó hơi nước nước ướt, thì những cái loại đó là những cái loại cây nó dễ sống mà. Đó, cái đó là cái kinh nghiệm mình thôi ha. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn cái cây ổi đỏ lá rí, thì trồng có dễ sống không, uống có dễ không, thì tóm lại là dễ các bạn ha, dễ uống, trồng dễ sống đó. Rồi là nó cho những cái trái rồi những cái hoa như thế này thì đặc biệt là đã các bạn ha. Thì hiện nay mình đang có cái dòng ổi này mà cây giống đó các bạn, thì mà mấy ngày nay mình cũng có giao lưu các bạn đó, ở dưới vườn dưới xe đét đó. Đó các bạn có thể gọi cái số điện thoại dưới xe đét ha, để mình có thể mình giao lưu cái cây nhỏ. Còn cái bầy cây lớn này nè thì để mình uống đi, đây mình đang uống lum đó mà ha, mình đang uống ở đây. Thì để cái bầy cây này thì mình uống xong đi, mình sẽ giao lưu các bạn sau, mình lên chậu nó các bạn ha, để cho nó đẹp đi mình giao lưu luôn ha. Đó thì đặc biệt hôm nay thì được cây rồi, cây này mình vô chậu đầu tiên rồi, thì hôm nay nó đã thành phẩm rồi ha. Rồi mình xin dừng cái video ra đây. Đó, mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha. Rồi mình xin chào, hẹn những cái video tiếp theo.